Coi vụ việc Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung là bài học cảnh tỉnh đối với ngành tài nguyên môi trường, đồng thời phải tiếp tục quản lý chặt chẽ về công nghệ đối với dự án thép Formosa, chỉ cho hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hà Nội vào sáng ngày hôm nay, mùng 9 tháng 1. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá sự cố môi trường do Formosa gây ra là bài học cảnh tỉnh, đòi hỏi phải hết sức nghiêm túc trong nâng cao chất lượng thẩm định dự án, nâng cao trách nhiệm đánh giá môi trường. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý môi trường và công tác quản lý môi trường của doanh nghiệp này. Chỉ khi nào dự án đáp ứng đủ điều kiện thì mới cho hoạt động đúng thiết kế. Được biết là đến thời điểm này, qua kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định công ty Formosa đã khắc phục được 45 trong tổng số 53 lỗi vi phạm về môi trường. Bộ cũng đã tiến hành chế độ giám sát liên tục 24/24 giờ các nguồn thải từ nước thải, khí thải và chất thải rắn của doanh nghiệp này. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định năm 2017 sẽ tập trung kiểm tra các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đồng thời ra soát ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, phân định rõ trách nhiệm trong bảo vệ môi trường làng nghề, nông thôn, xử lý các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng.